Chào các cô bé thân yêu. Các cô bé ơi, hôm nay chúng ta hãy cùng đi thăm các bạn hamster nhá. Nhất là gia đình mẹ con của bạn Choka. Không biết bây giờ con của bạn đã lớn chưa? Đã có thể mở mắt và đi lại chưa ta? Chúng ta hãy đến thăm nhà của chuột hamster Choka nhá. Ý thôi. Các bạn, chuột con của Choka đã lớn như thế này rồi sao? Wow, rất là lớn luôn. Bạn nào bạn nấy đều to béo. Mắt thì đã mở chưa nhỉ? Không biết là mắt các bạn đã mở chưa và Choka đâu rồi. Wow, hình như là Choka đang ở trong này. Đây, Choka đây. Choka của chúng ta đây em ơi. Các bạn chuột con đây rồi. Là lớn con đi. Bây giờ đã là chiều rồi mà các bạn vẫn còn đang ngủ nướng này. Ngủ nướng nhiều quá không tốt đâu nha. Hãy mau mau dậy đi nào. Dậy chơi với anh tóc xanh đi, bé cưng. À, bạn ấy mở mắt rồi. Mắt đã mở rồi. Hả? Bạn này đã mở mắt rồi này các em. Úi trời nhá. Choka đang ngửi tay của anh này. Choka rất ngoan, chăm con cực giỏi. Lần này Choka chăm các bạn chuột con mà không mất một bé nào luôn. Quá siêu. Giới thiệu với các em, đây chính là ba của các bạn chuột nhỏ, tức là bạn Choco đó. Ba của các bạn chuột nhỏ dạo này cực béo luôn, béo ú, béo ú na ú nấn luôn. Ba của các bạn chuột nhỏ có màu lông cũng là tam thể và rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Các em có thấy vậy không? Các em có thấy ba của các bạn nhỏ rất đẹp trai không? Anh tóc xanh thì ba của các bạn nhỏ vô cùng đẹp trai luôn. Dạo này đang phải sống tách biệt với các mẹ con bởi vì là hiện tại các con vẫn còn rất bé và Choka thì đang khá là căng thẳng. Choka nhiều lúc có thể cắn Choco bởi vì Choco làm cho Choka cảm thấy hơi khó chịu một chút. Nên hiện giờ Choco vẫn đang ở với chị Sóc nè. Và sinh ra được 5 đứa con giống y hệt mình, không khác nhau một tẹo nào luôn. Đây nha, cho các em xem bố và con nha. Đây là bố, còn đây là con. Đây là hai bố con nha. Đây là hai bố con nhà bạn nha. Các em thấy giống với nhau không? Chỉ khác một chút là màu của bạn con này sau này sẽ đậm lên thì sẽ giống màu của bố. Bây giờ thì Choco phải chào tạm biệt các con của mình và đi vào chuồng của chị Sóc để nghỉ ngơi đây. Anh tóc xanh rất thích bóp nhẹ mồm Choco. Bóp mồm Choco rất thích. Bây giờ anh tóc xanh sẽ lần lượt bắt các bạn chuột con ra để nhìn ngắm và chơi cùng nhá. Anh sẽ mang bạn này lên chơi. Bạn này, các bạn này đều chưa có tên nha. Không biết tên các bạn là gì luôn á. Đây. Bạn này đang chơi rất ngồi rất ngoan. Bạn này cực kỳ giống bố. Thực ra thì trong 5 bạn chuột con của Choka không có bạn nào giống mẹ. Tất cả các bạn ấy đều giống bố luôn. Người ta gọi như thế là đẻ thuê đó. Choka chẳng sinh ra được một bạn chuột nào giống mình cả. Nào, bạn chuột con của chúng ta đây rồi. Bạn ấy là giống bia, chuột gấu. Bạn ấy có một đôi tai khá là to. Có màu lông là màu tam thể, tức là trên người bạn ấy có 3 màu. Màu trắng, màu vàng và màu đen nữa, đúng không? Bạn này có một đặc điểm nhận dạng là mặt hơi nhọn một chút. Mặt hơi nhọn một chút nha. Và màu lông là rất sáng. Màu lông của bạn này khá là sáng so với các bạn khác. Được rồi, chúng ta đi thăm bạn hamster con tiếp theo nha. Anh tóc xanh sẽ chọn một bạn to béo nhất ra này để thăm này. Đây, bạn nhỏ này rất béo luôn. Bạn nhỏ này có khuôn mặt khá ngắn. Đôi tai rất to. Đôi tai của bạn này rất to luôn ấy. Và bạn này có kích thước to nhất trong số 5 bạn. Chắc có thể bạn này là anh cả hoặc chị cả. Đây, các em thấy sự khác biệt kích thước giữa hai bạn chưa? Một bạn rất to và một bạn thì rất bé. Hiện tại các bạn khá nhát nhát. Nhát nhát lắm. Bé mà, bị bé thì ai cũng dễ sợ đúng không? Rất dễ sợ hai đúng không? Cho nên là nhiều khi mà làm các bạn giận mình là các bạn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Bạn nào lớn hơn thì sẽ đỡ nhát hơn bạn bé. Bây giờ chúng ta bắt một bạn bé lên nha. Đây, bạn này rất bé, gọi là bé nhất luôn. Bạn này có màu lông rất sáng, màu và thiên về màu vàng chứ không phải màu đen. Em có thể nhìn thấy là bạn này thiên về màu vàng hơn. Màu vàng của bạn ấy khá là rõ ràng. Đặc điểm của bạn này là mặt rất ngắn luôn. Mặt của bạn ấy cực kỳ ngắn nha các em. Ngắn lắm và rất là yêu. Một số bạn thì mũi, chỗ phần mũi này nhọn. Còn riêng bạn này thì phần mũi rất là vuông và tròn. Như thế thì sẽ làm cho khuôn mặt rất xinh. Không nhọn. Khuôn mặt không nhọn và rất xinh nhá. Các em thấy thế không? Anh cảm thấy bạn này rất đáng yêu này. Chơi với bạn ấy một tẹo nha. Bạn này có vẻ đỗ nhát hơn các bạn kia đấy. Mắt của bạn ấy màu đen nhá. Mắt của bạn ấy có màu đen nhá. Đáng yêu chưa nào? Cận cảnh luôn cho các em coi bạn ấy nha. Đáng yêu không nè? Ít chà. Khuôn mặt rất nhỏ xinh. Anh rất thích bạn này đấy. Đáng yêu quá. Các bạn ấy đứng ngồi đây rất đông này. Chúng ta sẽ chọn bạn. Đây, chọn một bạn này đi. Đây. Bạn này hình như là bạn ngủ gật vừa nãy này. Bạn này hình như là bạn ngủ gật này. Bạn này có khuôn mặt cũng rất là tròn. Tròn và ngắn, đáng yêu. Chứ không nhọn lắm. Hơn một chút là giật mình rồi. Một chút là lại giật mình rồi. Chút là lại giật mình rồi. Chút là lại giật mình rồi. Anh cứ nghĩ là đàn chuột con này sẽ có nhiều màu sắc. Hay có con thì giống bố, con thì giống mẹ. Chứ không ngờ là tất cả đều giống bố. Sao lại một chút nha. Một bạn khác nè. Đây, bạn này. Bạn này thì cũng là màu vàng. Bạn này cũng là màu vàng. Cực kỳ nhát. Bạn này rất nhát chết luôn. Hơi sờ vào một tí là giật mình rồi. Rất nhát luôn. Cần phải vuốt ve trấn an bạn một chút đã. Chúng ta làm quen với bạn một chút đã nha. Để cho bạn ấy đỡ sợ hơn nha. Vuốt ve nhẹ nhàng thôi sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều. Chúng ta có thể cầm bé lên như này, đỡ đằng sau và đằng trước để vừa đỡ nhảy mà vừa không đau. Bạn này có đôi mắt rất tí hí. Mắt tí hí nhá. Đôi mắt tí hí đấy. Mắt rất là tí hí luôn. Cái mặt này nó thấy lì lợm rồi nhá. Cái mặt này thấy có một sự lì lợm rồi đấy. Đây này, mặt lì lợm này. Đây là mặt lì lợm đấy các em ạ. Mặt này chính xác là mặt lì lợm rồi. Khuôn mặt này rất là nghịch ngợm và lì lợm đấy. Khuôn mặt lì lợm như thế này nó lên nhá. Sẽ rất nghịch. Sẽ rất phá. Không được rồi. Nghịch và phá thì sẽ không được yêu quý đâu nhá. Vậy là cả năm bạn chuột chúng ta đã đều thăm các bạn ấy hết rồi. Chúng ta thử bế cả năm bạn lên một lần cho xem nhé. Xem là bạn nào lớn hơn nhé. Chuyến thăm các gia đình chuột của chúng ta đến đây cũng là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong các video lần sau. Đừng quên cho các bạn hamster một cái like thật là bự. Và hãy đăng ký là thành viên của Hành Tinh Đồ Chơi để chúng ta có thể theo dõi các bạn chuột con thường xuyên nhá. Để nhận video mới, các em hãy bấm vào biểu tượng chiếc chuông thần thánh. Khi ra video mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong các video lần sau. Bye bye.